Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Hội nghị nhằm tổng kết, chia sẻ các kinh nghiệm trong triển khai thực hiện đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đồng thời đề xuất thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động trong giai đoạn mới. Qua báo cáo tổng kết và hai phiên thảo luận, đại biểu các bộ, ban ngành trung ương và địa phương, doanh nghiệp đánh giá cao các giải pháp phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đề án đã đạt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng của cuộc vận động. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2019 cho thấy, có 88% người tiêu dùng được hỏi cho biết họ quan tâm tới cuộc vận động. 67% người tiêu dùng tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam và 52% người được hỏi cho biết luôn khuyên người thân, bạn bè của mình nên sử dụng hàng Việt Nam. Cho đến nay, hệ thống phân phối hàng hóa đã được phát triển rộng trên khắp cả nước. Thông qua đề án đã thiết lập trên 100 điểm bán hàng Việt Nam cố định và bền vững với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam tại 61 địa phương trên cả nước, cơ bản hoàn thành mục tiêu đến năm 2020. 100% các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương triển khai trên địa bàn chương trình xây dựng điểm bán hàng Việt Nam. Ngoài ra, đã tổ chức gần 70 hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa được sản xuất trong nước, tổ chức gần 100 lớp đào tạo về kỹ năng bán hàng, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh Việt Nam. Phát biểu tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, diễn giả, giao cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương tổng hợp để đề xuất Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động tiếp tục triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong giai đoạn mới, chú trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, hộ kinh doanh Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.